Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu các bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 40 token DEX. Chương trình AirDrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 5 và sẽ phân phối sau 2 tuần lấy các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình bấm start các bạn. Sau khi bấm start xong thì các bạn click captcha xong các bạn bấm continue nè. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join AirDrop nè. Sau khi các bạn join xào thì nó có một IAM thì các bạn bấm vào một IAM nữa các bạn click captcha nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp nữa nè. Các bạn join tiếp controller nữa nè. Follow nè. Rồi tiếp tục các bạn tại Twitter các bạn like và tại tweet inbox bạn tăng 3 người bạn vào các bạn. Trên tại Twitter thì các bạn like nè, các bạn kích dẫn cho tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn vào nữa các bạn. Tất cả các bạn gõ A cộng rồi nó hiện ra những người bạn, các bạn tăng những người bạn của mình vào nữa các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên nè. Sau khi các bạn tự quyết lên xong thì các bạn mới up lên nè. Các bạn follow tiếp tờ Twitter nữa nè. Và đi quyết bot nè. Trên tờ Twitter dán các bạn follow luôn các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm bài nguồn ấy gấp của dán nè các bạn. Rồi các bạn like và các bạn tự quyết lên các bạn. Mình test like nè. Rồi sau khi các bạn test like xong thì các bạn bắt up nè. Các bạn bấm vào submit detail nè. Rồi bấm done nè. Rồi các bạn gửi lên đường link profile tại Twitter của mình thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè. Trên tại Twitter thì các bạn nhấp vào 3 chữ bên cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào 3 bên cùng nè. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép vào bản nhớ tạm nè các bạn. Sau khi bạn sao chép vào bản nhớ tạm và đập lỡ các bạn dán đường link profile mình vào đây nè. Tiếp tục các bạn xôn xào kênh nguồn AirDrop của nó nè các bạn. Rồi UT các bạn xôn xào UT bấm done. Follow Twitter and Revis Bot các bạn bấm Z nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BB Samachan Bet20 nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè. Thì trên địa chỉ với BB Samachan thì các bạn copy địa chỉ trên với chocolate thì các bạn copy địa chỉ BB Samachan nha các bạn. Và mình thông báo cho tất cả các bạn những bạn nào đó hầu cái con to cần có kèo là Bodily này các bạn thì vào sàn banh cái kèo swap sáng các bạn, giá khá là cao các bạn. Mình trước kia mình đã có lem và mình xả được ban được 24 đô các bạn. Và bạn dán địa chỉ bên BSMATCHAIN mình giao nè. Các bạn gửi spot nè. Rồi các bạn bấm giờ xa tiết để cập nhật tài khoản như mình nha các bạn. Đây là link ghép của mình, các bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân. Mỗi một lượt ghép các bạn nhận được 20 token nữa các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop nhận 40 token DEX đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.